Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây. Và có cái giấy bóng đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé. Không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy. 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này. Độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy. Thì có cái lẫy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Đây xem là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này. Kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ canh khoan đỏ đây. Về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đó cái mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp này nhá, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy. Hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy thì cái lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho các bác xem này. Lấy dấu được các bác, chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k vâng nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan tazogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan tazogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết. Các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em mới bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em mới bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, còn không có lãi rồi. Nếu các bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác này. Thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm nano công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nha. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chốc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa. Rất là tiện ích luôn nha. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Có một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật rất là chất lượng các bạn này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá, một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, có cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 500-700.000 rồi, 500-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực tráng đá chống dính. Vung quai các thứ. Đây, đấy vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000 bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn thôi nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, cho nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây, đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá. 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bạn. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304.
Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn, thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc nhá, ba cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện đó. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác đây. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non, và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone, sạc nhanh. Sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô. Đấy, vỏ ô tô. Đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này. Đấy, các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em, sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong này. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đấy, nó vá này xoát nó kín vào luôn mà sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cái phương hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lông phớt trần nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần chổi lông và một cái phần cán. Cái cán này thì các bác có thể kéo dài ra được nó khoảng từ 2m4 đến 2m, khoảng trên 2m4 một chút các bác. Đây, về nhà thì các bác xoáy cái này vào cho em này.
Đấy, đây là cái phần lông như này. Phần lông này thì nó là thuộc dạng lông tĩnh điện, thế nên là khi mà mình lau bụi thì nó sẽ quấn vào đây. Cái này có thể ngoắt nghéo này, để các bác đưa vào các cái vị trí ngóc ngách này. Và các bác kết nối cái này vào cho em này. Đấy, kết nối cái này vào. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra cho em. Đây. Đấy, nó khá là dài luôn các bác này, khá là dài luôn, các bác thấy không? Đó. Ưu điểm của con này thì nó có thể cho gọn và cho dài ra được, cũng rất là chắc chắn nhá. Thì các bác có thể dùng để mình cua bằng nhện bằng nhíp rất là ok. Này. Đấy, không dùng nữa thì mình hãy thu vào như này. Thu vào như này thì nó sẽ ngắn hẳn vào như này, ngắn vào khoảng là 80 phân. Còn nếu các bác muốn ngắn hơn nữa thì các bác có thể là tháo ra. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần, giá của nó sẽ là 55k nhé. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k. Đó, 55k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia củ sạc đa năng hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone 13 Pro Max nhé, hàng của iPhone. Thì dòng này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái củ như này. Một củ như này bao gồm là hai chân Type C và hai chân Oppo như này nhá. Đó, hàng của iPhone. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng nha. Củ sạc đa năng 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên em có cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng của thương hiệu iPhone luôn các bác này. Đấy, của thương hiệu iPhone luôn. Thì bao gồm các bác là một cáp dây như này và một cái củ như này, một cáp dây một củ như này. Chuyên dùng cho bà đánh cái quạt đi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Đấy. Con này thì một củ và một dây như này cũng chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Bà đánh cái quạt đi. 60.000 lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Còn con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là, bỏ cái máy này cho anh luôn, sẽ là 80k nhé. 80k cho cái củ sạc đa năng như này. 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Lấy cái thấy luôn, cái Hàn Quốc luôn. Bên shop về cho bác mã sản phẩm tiếp theo đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản, 170g, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không phải là hàng có niêm phong đâu nhá, nó chỉ nguyên như này thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, tinh chất gạo của Nhật nhá. Đây, cái màu đỏ này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Bao nhiêu? Cái này lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60k, 170g nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g, 120g. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, hàng nội địia của Hàn Quốc đây. Made in Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng 120g. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k trên một típ nhá, 40.000 trên một típ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau các bác này. Đây, một con máy thái rau như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi tròn này, một cái bộ lưỡi tròn như này và các cái bộ lưỡi như này. Đấy đây. Thì về nhà các bác cứ lắp cái lưỡi này vào cái lu tròn này là mình lắp tay quay vào đây là mình xoay này. Lắp tay quay vào đây mình xoay. Đó. Xoay thì là nó sẽ thái rau cho các bác rất là tiện. Giá sẽ là 100.000 cho một con máy thái rau như này. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thay rau giá sẽ là 100k nhá. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Các bác này. Nó giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện luôn nhá. Giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Dao của máy làm bằng inox nên bén lắm. Thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất tiện các bác nhá, giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bếp ga mini này. À đây nó sẽ là một con bếp ga mini như này. Con này thì các bác dùng để mang đi du lịch, đi phượt, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Có dòng đánh lửa tự động này. Và nó sẽ có cho các bác là cái chân đế rất là chắc luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đấy, các bác đặt xong đặt nồi thoải mái nhá. Rất rộng luôn như một cái bếp ga bình thường. Đấy, xoáy bình ga mini vào đây cho em là xong. Đây chờ em tí. Nhanh. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini.
Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó thì con này rất là tiện để các bác có thể đun nấu các thứ cũng rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác nhá. Lên mã cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Thì rất là tiện luôn. Đó, bếp ga mini 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy thì về nhà các bác dán vào cái gan bàn chân thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Đây là cái miếng dán mà đây là gói thuốc này. Đấy, các bác bóc cái miếng dán này ra sau đó dán gói thuốc này vào là xong. Giá thì sẽ là 40.000 chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà nó giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt. Đấy, thải độc gan bàn chân rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Thải độc chân này. Thải độc chân giá của nó sẽ là, cầm điện thoại đây cho anh, miếng dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một 40k cho một bịch như này nhá. Đấy, 40k cho một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Đấy, cái này thì về nhà các bác để vào chậu rửa bát này hoặc là các cái chậu mà nó có cái phần lọc như này, các bác đặt vào cho em. Đấy, khi đổ thì các bác cầm lên ra là đổ này. Cái lọc rác bình thường thì nó hay bị tắc nghẽn nhưng mà cái lọc rác inox này thì rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nó cái phần lỗ nó rất là nhiều và nó lưới nó dày cho nên là rác nó không chảy xuống được. Lọc rác inox giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox giá sẽ là 15.000, các bác chỉ cần đặt vào cái chậu rửa mặt à chậu rửa bát này mình là ok. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một cái mẫu bình đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một con bình như này. Giá của nó sẽ là này, đấy, một con bình rất là ngon lành như này bằng inox nhá, inox 304, rất tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, rất tiện sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k. Đấy, 80.000 cho một con bình 20 như này. Đây các bác này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc, nước uống này. Đấy, rồi đa di năng luôn. Rất tiện nhá, giá thì chỉ có 80k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rằng sản phẩm đó là cái bàn chải vỉ nhá, bàn chải vỉ. Con này thì cái cơ chế hoạt động của bàn chải này là giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng này. Đấy, khi nhà sản xuất người ta đã tính toán rồi. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ này. Bàn chải vỉ giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ này bao gồm 1 2 3 4 5 6 cái. 25.000 cho 6 cái bàn chải của Nhật như này. Và dòng này của nó thì là chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây. Rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên trên là bàn chải vỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên mã cho em là đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Có chức năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ này. Đuổi muỗi giá sẽ là 45k một cái nhá. 45.000 cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đây các bạn này, đấy thì đây nó sẽ là một cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nha. Các bác chỉ cần kết nối nhấn nút thôi. Đó. Có chức năng đuổi muỗi và chức năng làm đèn ngủ luôn, rất là tiện các bạn này. Đấy. Rất tiện luôn. Đó. Rồi ok, 45.000 các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship nhé các bác. Cứ xem và mua đủ 200 là bên em bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên nó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu vòi tưới cây tăng áp nhé. Thì nó sẽ có màu đen và màu vàng như này. Đấy. Con màu vàng như này là nguyên bằng đồng này, còn con màu đen này thì nó lõi sẽ là bằng đồng. Thì các bác lên cho em là vòi vàng hoặc là vòi đồng nhá. Thì bên shop có hai mẫu như này. Đấy. Thì đầu tiên là em sẽ lên cho các bác cái vòi đen nhá. Đấy. Con vòi đen này thì nó sẽ là một cái vòi như này, bao gồm cho các bác là ba cái cút nối các bác này. Đây, cái cút này để các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này. Đấy, còn đây là hai cút nối trực tiếp ở đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ các bác có thể dùng để thay tháo này, cái này nó hỏng thì mình dùng để thay, tức là nó sẽ có cho các bác là hai con, một con thì các bác dùng sơ cua. Còn con này thì các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước cho em, đầu của cái nguồn đầu vòi nước đây. Nó đúng như trên video này các bác này. Đây. Đấy, cái này là để các bác kết nối với các cái gen của các nguồn nước này. Đây nhá. Đấy là cái con ngắn này. Con ngắn này là để kết nối với các cái đầu nguồn nước như này. Còn cái con dài này để các bác kết nối với hai cái đầu nguồn nước. Đấy, hai đầu nguồn nước nhá, đầu ra và đầu vào. Hoặc nếu các bác có đầu vào rồi thì các bác để sơ cua như này. Đấy.
thì các bác lên tem đó là vòi tưới cây đen nhá, vòi tưới cây đen. Con này thì giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây đen như này. Đấy. Lên tem là vòi tưới cây đen, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vòi tưới cây đen này, vòi tưới cây này, đó. Vòi tưới cây đen giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một bộ vòi tưới cây đen như này. Con này thì nó sẽ là dòng vòi tăng áp nhá. Tăng áp giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Bên trong của nó thì là bằng đồng như này. Đấy, đầu ti bằng đồng như này nhá. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Còn vòi tưới cây đen này thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây vàng nhá. Con này thì nó cũng bằng đồng luôn. Đấy, cũng bằng đồng và nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cái đầu này để các bác chỉnh áp này, đầu này để các bác chỉnh áp cho em này. Đấy, đầu này chỉnh áp này. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu gen để các bác kết nối với nguồn nước này. Còn đầu này là kết nối với đầu vòi này. Đấy, thì nó bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này, hai món như này. Và giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi vòi tưới cây vàng nhá. Đấy, vòi tưới cây vàng. Hoặc là các bác lên cho em là vòi vàng, vòi đen là được nhá. Đấy. Thì con vòi vàng này sẽ là vòi vàng này thì sẽ là vòi vàng này là 40.000 nhá. Lên cho em là vòi vàng này. Đấy, vòi vàng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi đen này. Đấy. Vòi đen, giá sẽ là 50.000. Vòi đen là 50k nhá. Đấy. Vòi đen là 50.000 các bác này. Đấy, con này sẽ là vòi đen 50.000 và con này thì sẽ là vòi vàng 40.000 các bác nhá. Đấy, các bác lấy đen thì lấy vàng thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, nó sẽ là một cái mã đốc sạc kèm pin như này. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đốc sạc. Đây, một cái đốc sạc như này. Một đốc sạc như này và kèm thêm cho các bác là 4 viên pin. Pin này thì các bác có thể lắp vào đồng hồ này hoặc là các bác lắp vào cái mic karaoke đều được nhá. Đấy, lắp vào đồng hồ hoặc lắp vào mic karaoke. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 nhá. Bên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy. Đốc sạc này. Pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn dầu thôi nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim và sơn giả cổ nhá. Đấy, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này. Con này thì các bác cho dầu vào để mình đốt nhá. Đây. Đấy, cho dầu vào để mình thắp. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai, cái này là một cái quai đeo này. Đấy, một cái quai đeo như này, quai sách như này. Đó. Và ở đây thì có cái bấc để các bác điều chỉnh này. Đấy, bấc điều chỉnh này. Và đây thì sẽ có cho các bác là một cái nắp như này. Các bác xoáy cái nắp này ra, mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt vào đây. Đấy, dầu diazen, dầu đốt ấy, cho vào đây thôi, đậy nắp lại cho em. Thì các bác châm lửa thì mình chỉ cần kéo cái lẫy này lên gạt ra để mình châm này. Gạt thế này mình châm cho nó thì mình lại đậy nó vào. Và khói nó sẽ tự bốc lên ở đây. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ nhá. Màu màu đồng giả cổ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này 130k nhá. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá sẽ là 130k cho cái mã đèn dầu như này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá, tô vít đen. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít đen trợ lực này, một đầu tô vít như này. Đấy, và sẽ kèm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau nhá, 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn nhá. Có đảo chiều các bác nhá. Đấy. Vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn thì nó rất là tiện các bác. Đấy. Các bác có thể dùng để xoáy nhanh đảo chiều cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít đen. Con này thì giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen như này các bác này. Con này thì rất là tiện dụng và đa di năng luôn. Nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít với lục giác tròn ba khe đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000. Đó, các bác lên cho em là vít đen này. Vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái con vít đen trợ lực như này. Đó, giá thì rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đèn này. Đầu tiên nó sẽ là một con đèn wifi như này nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn wifi như này. Con này thì bên shop lên là đèn wifi, giá sẽ là 130.000 các bác. 130.000 cho con đèn wifi như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc và riêng ưu điểm của con này thì nó sẽ là hàng của Đức này. Đấy, made in Germany, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, đèn thì pha rất là rọi và sáng luôn đây các bác này. Pha của nó đây, rất là rọi và sáng luôn các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ có cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua này nó tắt thì rất là tiện luôn. Đó. Gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Đèn wifi này, lên cho em là đèn wifi. Đèn wifi 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá.
đèn phễu này. Đấy, nó sẽ là hình một cái phễu như này. Và cũng có kèm cho các bác một cáp sạc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có cáp sạc dây quai đeo đi kèm luôn. Và rất là sáng các bạn. Đấy, và có cả chân sạc ra cho điện thoại này. Chân sạc ra đây. Đấy, và có báo pin luôn các bác này. Con này thì siêu sáng luôn. Có chế độ cho các bác là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác trông này. Đấy, ban ngày mà pha của nó như này thì ban đêm thì nó sáng rất là khủng khiếp luôn. Đó, các bác thấy không? Và nó rất là nhỏ gọn. Thì các bác có thể dùng để cầm tay hoặc là đội đầu đều được như hết nhá. Đây, nó có dây cho các bác này. Đấy, thì các bác có thể cầm tay đội đầu và có thể điều chỉnh như này, rất là tiện luôn. Bên trong của nó có tới 2 quả pin 18650 nhá. Dung lượng pin của nó cực kỳ là lâu luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa đây. Đấy, có 2 chế độ như này. Lên mã tiếp theo là đèn phễu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chưa đến 100.000 nhá. Đấy. Lên mã tiếp theo là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên cho em là đèn phễu này. Đó. Đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k thôi. 95k cho một con đèn phễu như này, rất tiện ích các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái quả bóng đèn 4 cánh mini như này. Đấy. Khi giả ra thì nó vào khoảng là gần 20 sen và 4 cánh. Công suất của nó là 27W, khá là sáng luôn. Đó, đây. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 28W này. 28W nhưng mà lại nhỏ gọn và rất là sáng luôn. Và nó bằng LED nên là rất là tiết kiệm điện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh mini. Đấy, đèn 4 cánh này. 4 cánh mini. Đấy, gấp gọn được này, gấp mà nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000. Đấy, nó cũng chỉ bằng một cái bóng thường thôi nhưng mà hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh các bác này. Đấy, ví xanh. Thì đây nó sẽ là một cái con ví để các bác sử dụng để mình vệ sinh móng tay chân. Đấy, nó màu xanh như em gọi nó là ví xanh mà nó gọn như một cái ví. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái cắt móng tay này, một con to này, một con cắt trẻ em này, một con nhỡ và một con lệch như này để các bác cắt khóe này, một cái bộ nạo gót chân này, rồi rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Giá thì bên shop có cả lấy giấy tai thứ nhá. Đấy, lấy giấy tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ví xanh này thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000, đầy đủ rất là nhiều chi tiết, nó có hàng tới mấy chục chi tiết như này cho các bác sử dụng nhá, rất là đa chức năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Đấy, ví xanh giá sẽ là 100k, 100k cho cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Găng tay lao động thì có màu đen, màu xanh, màu ghi. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là tiện ích luôn. Thứ nhất là nó là dệt 5D nhá, cực kỳ là thoáng khí luôn. Các bác đeo mà không bao giờ sợ bị bí nhá. Đấy, rất là thoáng luôn. Bên dưới này thì có cái lớp cao su chống trơn trượt này, bên trên này thì dệt thoáng khí này và độ co giãn rất là tốt này, tay to tay nhỏ sử dụng được hết nhá và rất là ôm luôn, nhẹ nhàng nhá. Đấy. Các bác dùng cảm giác nó như thật luôn, kể cả em cầm bút em viết cũng vẫn là ok này. Đấy. Thì bên shop bán theo các bác lên cho nó găng tay lao động nhá. Bán lẻ thì nó sẽ là 5 đôi là 40k nhá. Đấy, 5 đôi là bằng 40k này. Đấy, còn một địch là 12 đôi luôn. 12 đôi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k, đó. Thì các bác có thể là mua 5 đôi cũng được mà mua cả một địch luôn. Một địch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Một địch này là 12 đôi này, giá sẽ là 70.000. Thì các bác mua combo thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mua cả địch này thì rẻ hơn, chỉ có 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm như này. Đấy, một cái đèn đựng trong hộp nhôm như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một dây đeo này, một dây đeo, một cáp sạc này. Đấy. Con này thì nó sẽ có nam châm hít này, có nam châm hít luôn và có cho các bác là cả bật lửa luôn. Đây là cái chân sạc vào này. Đấy, đây, đèn thì siêu sáng luôn các bạn. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy và đèn đỏ cảnh báo này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Để các bác dùng khi mà mình đi xe đi ngoài đường hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề, có cả chân để này các bác này. Đấy. Và con này sẽ có cái bật lửa này, có cái nút đây. Các bác dùng bật lửa thì mình giữ lì cho em là lửa nó sẽ lên này. Đấy, đây là đèn này. Còn bật lửa thì các bác giữ lì cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì sẽ lên. Đấy, lửa đỏ chưa? Đấy, và các bác ấn này là nó sẽ tắt này. Rất là tiện không nhá. Đó, rất tiện luôn. Ấn giữ này là nó sẽ tắt này. Và các bác cứ giữ lì là nó sẽ lên, giữ lì nó tắt. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đấy, một con đèn đựng trong cái hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đây, nó sẽ là cái hộp 5 mũi khoan tháp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan tháp như này. Và hộp 5 mũi khoan tháp như này giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn, kèm cho các bác một cây lấy dấu nhá, kèm một cây lấy dấu luôn. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu.
hàng của Nhật đây, Japan các bác đây, đó Japan. Con này thì để lấy dấu các bác này, lấy dấu các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn đây. Đấy, nhấp này cho em là có dấu luôn nhá. Đó, thì nó sẽ là một cây lấy dấu và bốn cái mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. Đây, bốn mũi khoan tháp thép gió phủ titan. Con to nhất này là 3/2 này và con nhỏ nhất này thì nó vào khoảng là 1 cm nhá, 1 cm. Đó, còn các bác có thể cái đầu mũi này thì nhỏ nhất nó sẽ là 4 ly nhá. Các bác có thể dùng là khoan thép, khoan sắt, khoan inox, khoan nhựa, khoan gỗ đều được hết nhá. Đấy. Đây, bộ 5 mũi khoan tháp như này giá sẽ là 180k. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 khoan tháp này. Đấy. 5 mũi khoan tháp này kèm lấy dấu nhá, kèm lấy dấu luôn. Đó, kèm lấy dấu. Giá sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k thôi. Giá siêu tốt luôn, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng của Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Combo cho các bác thì một ổ khóa sẽ bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, hàng made in Germany này. Đấy, hàng của Đức chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany. Đó, ở đây thì nó sẽ là dòng chìa của nó là chìa tròn nhá và có tới 4 chìa luôn thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Chìa tròn và 4 chìa luôn, dùng rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dòng này thì dòng là chống trộm chống cắt cho các bác luôn nhá, chống trộm chống cắt, chống chống han gì, chống ăn mòn nhá, rất là tốt luôn. Đấy, thì nó sập vào khóa như này rồi thì nó phủ hết như này, các bác không lo bị trộm nó thò cái kìm mà nó cắt được rất là to luôn. Đấy, chống nắng chống mưa thoải mái luôn và chống làm giả chìa luôn nhá. Đấy, chìa của nó là thuộc dạng là chìa tròn như này thì nó chưa có cái phôi để làm giả, cho nên là rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác một bộ khóa như này bao gồm 4 cái chìa liền, các bác, 4 cái chìa liền. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k nhá. Lên cho em là khóa đồng Đức, giá sẽ là 130.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn để cho các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác này. Đấy. À xin lỗi các bác, là đồng hồ bật lửa đúng không? Đấy, giá sẽ là 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. 100.000 một chiếc nhá. Đấy. Thì lô này về nó sẽ có thêm cho các bác là màu đen nữa, màu đen như này. Đấy, màu đen vàng và màu gỗ vàng nhá, màu gỗ vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, hoặc là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, các bác không chọn màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ bật lửa này, vừa đồng hồ vừa bật lửa luôn. Đây, đồng hồ chạy bình thường này. Đó, các bác thấy không? Đồng hồ chạy nhá. Và các bác nhấp này thì nó sẽ có đèn lên này. Còn các bác bật lửa thì ấn mạnh thì còn mình muốn xem đồng giờ thì mà ban đêm thì mình chỉ cần nhấp này là xong. Đó. Giá thì sẽ là 100k cho con đồng hồ bật lửa như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu túi da bò này. Túi da bò thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là túi da bò màu nâu đây, túi da bò màu nâu như này. Con này là túi vuông nhá, túi vuông, chất liệu 100% là da bò tự nhiên. Cho các bác test thoải mái luôn, lấy mấy lửa đốt cứ đốt vào cái giữa này cho em này. Đấy. 100% là da bò tự nhiên luôn. Đây, các bác xem này. Đấy, nếu da bình thường mà cào như này là nó sẽ xước nhá, còn da bò thì yên tâm. Đấy. Con này thì các cái phần tay khóa này đều là bằng đồng hết này. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. Chiều cao là 25, chiều rộng là 20 và nó sẽ có ngang này là 20, còn chiều dày của nó là khoảng 10 cm. Và nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài này. Tiếp theo một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa này, và kèm thêm cho các bác là một ngăn chính to này. Ngăn chính to này thì con này nó sẽ có cho các bác là có cả dây đeo bên trong này nhá. Đây, da bò tự nhiên nó như này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, về nhà các bác đốt thoải mái chứ. Đốt tránh cái chỗ ấy ra được. Tránh cái chỗ chỉ với chỗ khóa này ra. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 cho con túi vuông. Đấy, con túi chéo này thì sẽ là 140.000. 140.000 cho cái túi chéo này các bác này. Đấy. Túi chéo này cao khoảng 25, cũng chiều ngang khoảng 20. Đấy, rộng thì banh hết ra thì nó vào khoảng 10 đến 12 cm. Đó, để các bác đeo chéo trước ngực nhá. Đeo chéo trước ngực thì rất là an toàn luôn, hoặc đeo ra sau lưng thì các bác dùng để mình đựng giấy tờ, điện thoại, iPad hay cũng có thứ luôn. Con này thì túi chéo 140.000. Còn con này nó sẽ là con túi hông này. Các bác dùng để mình đeo về hông đằng trước, đi chợ, đi búa này, mua bán kinh doanh này, hoặc là bán hàng, bán quán mà cần phải đựng tiền này, đựng vào đây cho em. Rất là ok và các bác đi du lịch này. Đi du lịch bỏ điện thoại với các cái loại giấy tờ ví tiền đằng trước này cực kỳ an toàn luôn, đeo vào bụng này cho em. Có dây đai như này. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Giá thì sẽ là 130.000 cho con túi hông này nhá. Con túi hông này là 130.000. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em bao ship thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop còn mấy cái con robot này nữa này. Đấy, nó hàng thì nó bị lỗi thì em cũng không biết nó lỗi lầm ở đâu như nào, thì các bác có thể mua về để mình sửa chữa. Đấy, mua về mình sửa chữa. Đấy thì tùy theo các bác muốn mua về mình tự mày mò mình sửa chữa được hay là như nào đấy, tùy các bác thôi. Cái này thì bên em bán thanh lý cho bác, giá sẽ là
Con này thì bên em đang bán sẽ là 120.000. Hôm nay thì bên em thanh lý cái hàng lỗi này cho các bác giá chỉ có 20k thôi. 20k cho một con robot như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi, hàng bị lỗi nhá, hàng bị lỗi. Thanh lý cho bác với giá đó là 20k. 20k cho một con robot hút bụi như này. Em còn khoảng gần chục con nữa, các bác có thể mua về để thay tháo sửa chữa. Bên trong này nó có một viên pin 18650 mà em đang bán ra đã là 30k rồi. Thế mà cả một thân máy như này giá chỉ có 20.000 thôi là quá lỗ rồi các bác nhá. 20.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ lục giác nhé. Bộ lục giác 7 màu này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bộ này bao nhiêu đấy? Bộ lục giác 7 màu các bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. Tổng là 9 cây các bác nhá. Bộ lục giác 7 màu của Nhật đẹp, chất lượng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Bộ lục giác 7 màu nhá. Đây, nó có hai đầu như này các bác này. Đấy, hai đầu như này. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó. Các bác lên theo là bộ lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Giá thì chỉ có 90k thôi, 90k cho một bộ lục giác 7 màu hàng nội địa của Nhật đây. Kabushi Japan này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lục giác nhá, bộ lục giác này. Bộ lục giác giá của nó sẽ là 90k cho một bộ lục giác như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá, Kabushi Japan, cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Con này khi cắt thì các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi. Đây, đấy đúng như này luôn này. Đấy khi các bác cắt thì đẩy vào như này này. Đấy là cái miếng tôn nó sẽ nằm ở bên dưới tay mình như này. Đấy bên dưới tay mình như này thì rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn. Hàng thì nó sẽ là hàng trợ lực nhá, kéo cắt tôn có trợ lực này. Đấy có trợ lực và hàng của Nhật này. Đấy có trợ lực rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn nhá. Đấy kéo cắt tôn trợ lực. Kéo cắt tôn trợ lực nhá. Kéo cắt tôn trợ lực này. Kéo cắt tôn này. Trợ lực giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho em kéo cắt tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái mẫu đèn đeo đầu 5 bóng nhá. Các bác lên theo là đèn đeo đầu 5 bóng này. Đấy, con này thì hàng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng nhá. Đấy, rất là sáng nhá. Và cái giá thì rất hợp lý này. Các bác có thể dùng để mình đeo đầu, có dây đeo đây. Có dây đeo và kèm một cái cáp sạc như này. Các bác dùng để đeo đầu mình đi làm, đi chợ, đi búa hoặc là đi soi đi dọi đều ok hết. 1 2 3 4 5 bóng như này nhá. Lên mã giúp cho em là đèn đeo đầu 5 bóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đèn đeo đầu 5 bóng như này nhá. Con này thì bên shop đang tri ân khách hàng và có chạy chương trình gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40k thôi nhá, 40k. Đó, lên cho em là đèn đầu 5 bóng này. Đấy. Đèn đầu 5 bóng nhá, 5 bóng. Đấy, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. 40.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp keo đa năng nhá, keo đa năng. Thì đây nó sẽ là một lọ keo như này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một lọ keo như này các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Dính mọi chất liệu, mọi bề mặt cho em luôn. Đó và giá rất là tốt. Đây em sẽ có video luôn. Đây các bác này. Keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bàn nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc. Đấy rất là ok luôn các bác nhá. Đêm nay giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 20k trên một típ này. Và bác mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 3 típ là bằng 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó là hàng nội địa của Thái Lan. Thị phần của nó thì nó sẽ là hàng đứng đầu của thế giới luôn nhá, đứng đầu thế giới luôn. Đấy, đây nó sẽ là một cái công thức độc quyền của người Thái nhá. Đấy cái này thì chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là ăn vào là đều dính hết nhá. Đặc biệt là cái này ưu điểm của nó là khi nó ăn là nó sẽ nhử cả đàn lên ăn luôn và chết cả đàn luôn, chết thối cả nhà cả ngõ lên luôn các nhá. Thối nhà, thối đường, thối ngõ lên luôn. Đó. Thì các bác lên xem là kẹo chuột giá sẽ là 30k nhá. Kẹo chuột giá thì sẽ là 30k trên một lọ như này. 30k trên một hộp như này các bác này. Hàng nội địa của Thái Lan, toàn bộ chữ Thái hết. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhá. Đấy các bác lên xem là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một con bảng như này. Và đây nó sẽ có cái nút này. Đấy có cái nút mở khóa này các bác mở ra cho em này.
Đó, và đây nó sẽ có thêm các bác một cây bút này. Đấy các bác này, các bác có thể viết này, dành cho trẻ em này, hoặc các bác có thể làm thợ làm nghề để mình viết lách cũng đều ok hết nhá. Đó. Có cái nút mở khóa đây, các bác mở khóa ra cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, xóa đi này. Đấy bác này, xóa đi này, rất là tiện luôn nhá. Viết xong lại xóa được. Các bác có thể dùng cho trẻ em để tô vẽ các thứ thoải mái luôn. Đó, tô vẽ, chế tạo thoải mái. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em là bảng tự xóa nhá. Con này đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô, giá thì chỉ có cho các bác là 40k một chiếc này thôi. 40.000, các bác mua cho trẻ em học hành rất là tốt luôn. Tập vẽ này rồi nói chung là sáng tạo nội dung các thứ rất là ok luôn. Đó, giá sẽ là 40k trong cái bảng tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mẫu đèn phễu đây. Đấy. Phương ơi. Cái đèn phễu này bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu này. Đấy, một con đèn rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. 95.000 các bác nhá. Đấy, 95.000 cho con đèn phễu như này. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy các bác này. Đấy. Có báo pin ở đây luôn nhá. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một chân sạc ra cho điện thoại đây này. Đấy, nút nguồn đây các bác này, rất sáng luôn. Và có công tắc như này. Đấy, con này rất chắc chắn các bạn. Các bác dùng để làm thợ làm nghề đội đầu đi soi, đi săn bắt hái lượng các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là đèn phễu nhá. Giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đèn phễu này. Đó, đèn phễu, giá sẽ là 95k cho một con đèn phễu như này. Đó. Tiếp theo thì tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì dung tích của nó là 1 lít và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích 1 lít này các bác này, ấm pha trà dung tích 1 lít. Con này thì nó sẽ là dòng inox 316 nhá. Đây, su 316 này. Bên ngoài của nó thì sơn tĩnh điện sáng bóng này, sơn tĩnh điện sáng bóng này. Bên trong của nó thì inox 316, bên dưới thì đít này nó sẽ có lót cao su để chống trơn trượt và chống bị xước bàn nhá. Đó, inox 316. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lưới lọc như này để các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình hãm mình uống. Đấy. Và các bác chỉ cần xoáy nắp vào cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Khi rót thì mình mở nắp này cho em. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên cho em là ấm pha trà này. Ấm pha trà, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt này, dao chặt hàng của Nhật nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con dòng dao chặt cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con dao chặt như này. Hàng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho bác luôn. Siêu bén các bác luôn nhá, rất là bén luôn. Đấy, một con dao chặt như này, hàng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, giá thì bên shop đang đây con này. Đấy, rất là bén luôn con này. Đó, dọc giấy thoải mái luôn nhá, rất là bén luôn. Giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, Asa, hàng của thương hiệu Asaka, hàng nội địa của Nhật, thép SK5 nhá. Dùng để chặt gà, chặt xương trâu, xương bò rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay siêu mỏng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 tính ra vào 10.000 một cái khay như này các bác này. 10.000 một khay như này. Đấy, mỗi khay đều có nắp đậy như này nhá. Đấy. 10 cái to nhất thì của nó sẽ là 18 cm, to nhất là 18 cm và nhỏ nhất thì nó sẽ là 10 cm. Đấy, 10 cái như này, khay nào nắp đấy thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, lên xem là bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50.000 cho một hộp bộ 5 khay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng. Đấy, đây nó sẽ là một con vật muỗi rất là tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con vật muỗi đứng như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đế sạc như này, các bác chỉ cần đặt vào này, sau đó thì mình cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất là tiện nhá. Đây các bác này. Dòng này của nó thì ánh điện cực kỳ là mạnh luôn các bác nhá. Ánh điện cực kỳ là mạnh luôn và có cả cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút muỗi bay vào. Các bác cứ bật lên cắm điện và sau đó thì để dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm giường và con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập và nó sẽ bị chết các bác nhá. Lên cho em là vật muỗi đứng. Giá thì sẽ là 150.000, 150k cho một con vật muỗi đứng như này. Bình thường. Đúng rồi. Bình thường nếu các bác dùng một cái vật thường thôi cũng đã phải mất thằng tiền 100 đến 120 rồi. Đây vào đây một cái vật cao cấp như này. Đấy, vật muỗi đứng thông minh, giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 150k. 150k cho cái vật muỗi đứng như này, giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác này, dao dọc giấy đây.
Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho bác giá chỉ có 10.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua combo từ 3 chiếc trở lên. Còn nếu các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc. Còn mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 10.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật. Thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây, dầu xay xe. Giá sẽ là 40.000 cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy. Da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy. Các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé. Giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em cái này em bán rất là nhiều rồi.
có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long biên nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long biên nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long biên nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long biên nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long biên nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long biên vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long biên nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bố trĩ, xa bố trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này, đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá, 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá, và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên tiên là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu.
Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Nó đây. Đây, Technology Japan các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây, em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây này, con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp, bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp rem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp rem cơ, đấy bằng thép, và hai là kẹp rem điện tử. Con kẹp rem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp rem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp rem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp rem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử này. Kẹp rem này.
điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bác này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ nhá. Thép trắng không gỉ. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này. Ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này. Thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng này là xi măng xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên xem là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên xem là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy. Thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá, lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen nên em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này, đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn. Hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy, găng tay này, đấy, găng tay thức ăn. Giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá. Từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này. Bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là 3 cái cốc nữa. Cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là 3 cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng, tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh. Sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra, mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ... không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá, đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó. Bình tông, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp siếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này. Thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này,
hàng dày dặn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này. Đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy, còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào bát là nó đẩy lồi hết này luôn, thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá. Khò ga đại, con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000, 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy, đầu của nó thì là bằng đồng hết này, đầu bằng đồng giữ nhiệt rất là tốt luôn và là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000 nhá, khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy, con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn, rất sáng các bác nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bác. Đấy, sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi. Bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường, nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi, giá đã phải là 570.000, 570.000 nhá. Đấy. Vậy một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá. 40k cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thôi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh, thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh, và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy, và một cái con nguồn như này các bác nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là
xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá, thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3 4 nhá. Bên này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3 4 nhá. Đầu vào là 1 2 và đầu ra thiết bị là 3 4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Bây giờ cắm vào này. Mình cắm điện vào là được nhé. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m thôi nhá. Đấy là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95k một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95k. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các bác nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship qua nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bác, đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi các bác nhá. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây. Made in USA các bác này, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên. Cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy. Nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá. Cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180k một em nhá. 190.000 quá nhá. Đấy, xin lỗi các bác.
190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhá. Đấy, có hai màu, màu đen, màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen, màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp các bác nhá. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy. Giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá. Ví da bò sẽ là 120k. 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có điện báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó để mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật, chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em, dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn. 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá, sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này. Đấy, rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm mà sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt giá sẽ là 25.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin mà các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn. Và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy. Đấy, 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên là nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít. Con này thì 2 lít cả vỏ.
Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên trên là bình 20, giá sẽ là 80.000 nhá, bình 20 này. Bình 20, giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k cho một con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ làm cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên trên là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn, các bác dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác, là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả phích cắm như này cho em luôn. Đó, rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét, thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trông trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhá. Thì các bác lên cho em ổ này, nó sẽ là ổ trắng này. Đấy, có công tắc đóng ngắt, đây em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1 mét các bác. Đấy, dây dài trên 1 mét. Đây. Đấy, nó tầm khoảng mét rưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy. Mét rưỡi, mét 8. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bác này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Hả? Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60k. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây, có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này 3 4 này 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các bác nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đấy, đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50k. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này. Giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1 mét nhá. Đấy, khoảng từ 90cm đến 1 mét. Cắm điện và là có đèn báo nhá. Và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này. Đấy, dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy.
Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90 cm đến 1 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi, con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu tắt cái đèn này đi. Tắt đèn cho vỗ con muỗi đi, nó đang. Nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này, màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Ở đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Quay lên cho là ổ xanh này. Đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1 mét nhá, dây dài khoảng 1 mét. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá, vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on off ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đàng hoàng. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. Thì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 140k cho cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy, đây, con to nhất của nó thì khoảng 24 cm nhá. Và con nhỏ nhất thì khoảng là 12 cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, nồi nào vung đấy cứ thế là mình đặt vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá, 140k trong bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ, một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k trong con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá. Tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này, các bác có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu dép của Mỹ nhá, hàng dép của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây, USA con này, USA. Đó, thì combo cho các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Giá sẽ là 80.000 này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá. Mũ dàn di giá cũng là 80.000 luôn. Mũ dàn di giá sẽ là 80.000. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi thông minh nhá. Vật muỗi thông minh, các bác lên cho là vật muỗi đứng này.
Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bạn này. Đấy, các thông số điện của nó đây. Đó, 5V 1A, 300V. Đó, đây. Thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm ở cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh, ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bạn này. Đấy, nó sẽ đánh điện như này các bạn này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá. Và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150.000 nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi. Sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để thế này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy. Lên cho em là vật vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150.000 nhá, vật đứng này. Đó. Vật đứng, giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150.000. Nó bao nhiêu? Vật đứng 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hết rồi, thôi. Bỏ cái bàn chải ấy. Rổ vuông nhá, thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biết các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy sen cơ. Và con nhỏ nhất thì trên 20 sen. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên cho em là bộ rổ vuông này, bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá, hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hai lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy, đầu bàn chải này. Hả? 35.000 nhá. 25.000. Đấy. 25k cho một vỉ bàn chải như này, bao gồm là 6 chiếc các bác nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một vỉ một cái bàn chải không đã 20-25.000 rồi. Thế mà đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này. 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác. Đây nó sẽ làm con đèn như này. Kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này. Rất là mát luôn các bác này. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá. Gió rất là mạnh luôn, các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này. Gió rất là mạnh các bác nhá. Gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà các bác, chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Đây, có sẵn chân sạc như này rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này, đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt này. Đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa, hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn. Size của nó sẽ là size 3XL, size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng, giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết. Giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn, và giày mưa thì sẽ là chống mưa. Đó, và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn đây các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. 195k. Đó, bộ quần áo mưa này. Quần áo mưa giá sẽ là 195k. Con này em bán là giá siêu rẻ đấy. Các bác mà ra ngoài cửa hàng nếu họ bán cho các bác là tầm 300.000 cơ. Tầm 300.000. Nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc cho em để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng.
Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái vòi xoay 360 độ nhá. Đấy, vòi xoay hay vòi bạc ấy? Vòi bạc nhá. Đấy, còn vòi bạc và nó xoay được 360 độ. Đấy, xoay 360 độ luôn các bác nhá. Đấy, xoay 360 độ đảo chiều như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Về nhà thì các bác chỉ cần kết nối cái đầu này vào cái đầu vòi nước nhà mình cho em thì dùng nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một cái vòi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc giá sẽ là 80.000. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lắp vào các cái đầu vòi nước nhá. Vòi bạc này giá sẽ là 80k. Con này thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này được luôn. Đây các bác này. Chất liệu inox. Đấy, lắp vào rất là dễ nha các bác nhá. Đấy, lắp vào này. Xoay đảo hướng, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, các bác có thể dùng để gội đầu này, tắm rửa này, rồi vệ sinh này. Đấy, rất là dễ nhá. Đánh răng rửa mặt ok hết các bác này. Đấy, chỉ cần xoáy vào cho em là xong, kết nối vào. Rất là tiện luôn. Lắc lên, lắc xuống, đảo chiều, đảo hướng tùy ý nhá. Đấy, có chế độ nước một vòi và nước hoa sen này. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ và giá chỉ có 170.000 thôi. Có dây bằng cao su này. Đấy, có đế sạc nhá, có đế sạc và nó có hai cái chân này. Về nhà các bác để cái đế sạc nó chạm đúng vào hai cái chân đồng này cho em là nó sẽ bắt pin nhá. Đấy, và con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, có cái nút nguồn ở đây, về nhà các bác bật nguồn lên cho em. Con này thì có chức năng là thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là đo nhịp tim, đo huyết áp các kiểu con này điều luôn và rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì con này nó hết pin rồi, về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là con đồng hồ để bàn bằng LED thế này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12 đến 15 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 4-5 cm nhá. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Về nhà thì các bác có thể lắp pin hoặc là cắm cáp trực tiếp. Khi cắm trực tiếp thì các bác cắm vào ấy cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Giá sẽ là 140.000 cho một em đồng hồ LED thế này. Em này thì hàng đẹp, tiện ích. Đấy. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Thì chức năng các bác có thể vừa dùng làm đèn ngủ vừa làm đồng hồ được luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cái đồng hồ LED như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận các bác nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học có chức năng là chống cận cho các bác luôn. Đó, đèn học chống cận các bác này. Thì các bác dùng thì mình đấy, các bác dùng thì mình khi mà mình cho các em nó học nhá. Đấy. Con này thì nó là dòng tích điện các bạn, dòng tích điện thì dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ sáng trắng, sáng vàng và trung tính nhá. Đấy, đây các bác này. Rất sáng luôn, các bác có thể xoay ra xoay vào như này. Và ưu điểm của con này là chống cận thì các bác có thể dùng để mình đọc sách này, học hành rất là tiện ích luôn. 1 2 3. Đấy, nó có rất nhiều chế độ sáng khác nhau. Thì tùy theo mắt mình cảm ứng vào cái chế độ nào thì các bác ấy. Và có một cái khay bút đây thì các bác lắp cái khay bút vào đây cho em này. Đấy, lắp cái khay bút vào đây nữa. Đó, thì các bác nhận hàng các bác lắp cái khay bút này vào đây. Đấy, thì nó vừa là giữ cứng cho cái này và vừa là giúp cho các bác là đựng bút đựng sách vào đây rất là tiện nhá. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá 100.000 thôi. Con này thì về nhà các bác dùng là chức năng là các bác phải sạc pin nhá. Đấy, các bác phải sạc pin đi ạ. Đâu có pin. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận này. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận này, đó. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo nhá. Sạc béo. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con sạc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 90cm đến 1m, hàng về theo lô. Có lô thì 90, có lô thì 95, có lô thì 1m. Có 3 đầu sạc nhá, Samsung, iPhone rồi Type-C đầy đủ cho các bác luôn. Và sẽ có cho các bác là một cái chân cắm vào USB hoặc củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho bác là 50k thôi. Chiều dài khoảng 1m nhá, lên cho em là sạc béo này. Đấy, đầu dây cực kỳ là to luôn. Đây, các bác trông ngón tay út của em này. Đấy, rất to luôn nhá. 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ sạc và một đoạn cáp dây như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Dòng này của nó sẽ là iPhone
14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một bộ sạc nhanh iPhone như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. Sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k cho cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Đó. Tiếp theo là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, dòng này cũng là của iPhone 14 Pro Max. Sẽ là một cái củ sạc có đầu dây cắm như này, dây dài khoảng 1 mét này. Đó, đây. Và dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là hai chân sạc nhanh Type-C và hai chân sạc nhanh của USB. Đó, thì nó sẽ là một cái củ sạc như này thì các bác dùng để mình cắm dây sạc vào. Thì các bác có thể mua cái dây sạc béo cái mình sử dụng hoặc là nhà các bác có dây rồi thì mình cắm trực tiếp vào. Nhưng mà dòng này thì nó rất là nhiều chân nhá. Có cho các bác là 4 chân luôn, hai chân Type-C và hai chân thường. Hàng này cũng là của iPhone 14 Pro Max nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Củ sạc đa năng nhá, lên cho em là củ sạc đa năng này, củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá, còn con kia nó là dây sạc sạc nhanh iPhone, con này là củ sạc đa năng 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích như này các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, công tắc của nó thì ở đây các bác này. Nhấn này là công tắc nó sẽ chạy các bác này. Đấy, sẽ chạy. Và trong này của nó thì có 4 cái lưỡi như này. Thì các bác có thể dùng để xay cà phê, xay ngũ cốc, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, cà phê, ngũ cốc, tiêu, điều đều ok hết. Các loại hạt đều ok hết đây. Đấy, công suất 250W, điện 220V, 50Hz nhá. Xay cà phê, xay ngô, xay tiêu, xay điều ok hết. 120.000. Lên thì em là máy xay khô. Máy xay khô 120k nhá. 120k là con máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto, hàng thương hiệu Asahi nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Thì một con Eto như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. Hàng của Nhật, tem nhôm đàng hoàng này, Asahi này. Đấy, 180k. Con này thì độ mở của nó là 5cm nhá. Độ mở của nó là 5cm. Thì các bác làm thợ cơ khí thì bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện này. Đấy, độ mở của nó là 5cm nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái chân kẹp vào bàn đây. Có cái chân kẹp vào bàn như này thì các bác có thể dùng để mình kẹp vào bàn như này rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Eto này. Eto 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao của Nhật nhá, dao Nhật. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt luôn. Đấy, Seiki Japan, made in Japan cho bác này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá. Dòng này thì siêu bén luôn, để em thử test dọc giấy này xem nhá. Đấy, rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy chưa? Một cái loại giấy bóng gọi là giấy bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được nhá. Thì các loại giấy thường thì không nói gì đâu nhá. Đấy, giấy bóng siêu dai này còn dọc được. Đấy, con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác chỉ có 120.000 thôi. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, khâu đầu khâu đuôi hết này. Đấy, cán gỗ khâu đầu khâu đuôi hết, dùng thì siêu bén cho các bác luôn, từ 3 đến 5 năm không phải mài. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ này. Giá chỉ có cho các bác là 120k thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm FO nhá. Qua lên cho em là kìm FO này. Đấy. Kìm bạc FO, nó màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm bạc FO nhá. Con này thì có chức năng thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc rồi xoắn dây cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Dài thì nó sẽ là vào khoảng là 21cm. Hàng thì 22cm và hàng của Nhật Japan đây. Đấy, các bác lên cho em là kìm bạc FO. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. 180.000, hàng của thương hiệu Fukuoka đây. Đấy. Đây. Fukuoka các bác này. Đấy. Lên cho em là kìm bạc FO. Kìm bạc này, đó, kìm bạc FO 180k nhá. 180.000 thì cái mã kìm bạc FO như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhé. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không kiểm nghiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhé. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên xem là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhé. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì
Ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá, thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bạn này. Muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn, các bạn thấy không? Đấy. Quánh điện thành tách luôn nha, quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này, vật muỗi thì các bác dùng vật như bình thường. Đây, công tác này các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ nha. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho một em vật muỗi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là hạt rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này, đó. Vật đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt vào cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50.000, lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác hàng hoàng. Các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha. Các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô. Mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này. Chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá. 80.000 trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá. Bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá. Hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá. Chống mất, nó đai vào đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi, nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc này. Đấy, như người ta mặc này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá. Dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây. Các bác này, đấy. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000.
Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. Lên cho em là bộ quần áo mưa nhé, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, ở đây thì có cũng có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này rất tiện ích này. Và đây nó sẽ làm cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính giếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy. Lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy. Đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bác nhá. Mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp, trang nhã, nam nữ già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này. Đó, bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác trẻ đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo đĩa, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy, các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này. Một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy, thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này, đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy. 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50.000 trong cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây. Dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy.
bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó, tên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá, dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái cho lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng quen thuộc của bên em. Đấy, một số mã hàng mới nữa, hàng hè. Đó thì em lên video chi tiết gửi tới các bác. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái khay đá các bác nhé. Quay lên cho em là khay đá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng khay siêu tiện ích và thông minh luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái khay như này, có nắp đậy này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Các bác cho nước vào, mình đậy nắp lại, mình để vào tủ và các bác có thể để chồng các khay lên nhau được, để chồng các khay lên nhau. Đấy, và khi lấy đá thì nó rất là dễ lấy các bác. Các bác không cần phải bẻ khay. Các bác chỉ cần ấn như này thôi, đẩy như này là cái đít này nó sẽ đẩy lên này. Đấy. Đít này sẽ đẩy lên và cái nó sẽ viên đá nó sẽ tự bật lên. Thì nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 15k trong một cái khay đá như này thôi. Đấy. Các bác lên cho em đó là khay đá nhá. Đấy, khay đá giá sẽ là 15.000. Lên mã giúp cho em đó là khay đá này. Khay đá. Khay đá giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn vừa là đèn ngủ vừa là có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy. Rất đơn giản, nó là dòng cảm biến nhá. Ban ngày thì nó không lên đâu. Ban đêm thì đèn nó mới lên thôi. Đó. Ban ngày thì nó sẽ không lên và ban đêm thì nó sẽ lên các bạn. Đấy, nó sẽ lên như này. Đấy, và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Dòng cảm biến. Thì con này rất là tiện, các bác chuyên dùng làm đèn ngủ đuổi muỗi cho em, rất là an toàn luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 45k trong con đèn ngủ như này. Vừa chức năng đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ này. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k một chiếc. 45k một chiếc. Đó. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bóng 3W nhá. Bóng 3W giá thì chỉ có 10.000 trong quả bóng 3W này thôi. 10k một quả nhá. Đấy, độ sáng của nó là rất là vừa phải thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị gọi là tốn điện. Đấy, và nó cũng rất là sáng luôn. Thì cái này các bác có thể để trong phòng ngủ này, rồi các cái không gian ví dụ như là cổng này, sân vườn này. Đấy, để mình sử dụng khi mà mình cần phải ánh sáng liên tục nhá. Ánh sáng liên tục và không cần quá sáng để tránh cái việc là tốn điện. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Đấy, 10k trên một quả nhá. Công suất của nó sẽ là 3W này. Đấy, 3W. Qua lên cho em là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là 10k. Đó. 10k trong quả bóng đèn 3W như này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 10.000 trong quả bóng đèn 3W này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm đuổi muỗi nhá. Đấy. Cái này nó sẽ là một cái dòng sáp thơm và con này thì nó có chức năng là vừa là sáp, vừa là hương thơm, vừa là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, sáp thơm diệt muỗi. Đấy, thì con này nó rất là tiện, về nhà các bác bóc cái này ra cho em và xoáy cái nắp này lại là mình sử dụng thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật đây các bạn này. Đấy, xuất cho thị trường Nhật đây, Japan này các bạn này. Đó, hàng thì sản xuất ở Thái Lan. Đây, tem phụ nó viết đàng hoàng nhá. Sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, giá thì sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy. Qua lên cho em là sáp thơm diệt muỗi. Sáp thơm diệt muỗi, giá của nó sẽ là 65k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm này. Đó. Lên cho em là sáp thơm. Sáp thơm diệt muỗi này. Diệt muỗi. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một hộp như này. Đấy, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi này nhá. Đấy, mùi hoa của nó là hoa oải hương, rất là thơm luôn. Hương thơm tự nhiên dễ chịu, bà mẹ trẻ em đều dùng được hết này. Đây, baby này. Đấy, để trong phòng ngủ trẻ em ok, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Đây.
hàng của thương hiệu ớt này các bạn này, đó, toàn cầu luôn. Và giá thì đây có chức năng diệt muỗi này, giá sẽ là 60k nhé, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng, các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhé, sạc dự phòng A. Đấy, đây hàng thì của thương hiệu Takasio này, Takasio made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn đó. Con này thì dung tích pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhé, đây 3.7V này, 20.000 mAh này đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cổng sạc như này đấy, và có kèm cho các bác một cái cáp sạc vào, hoặc các bác có thể cắm trực tiếp chân USB này cũng được đó, thì tùy theo đấy. Và các bác chỉ cần là cắm phát này là có pin luôn này đấy, thì các bác có thể dùng ở trên đấy, đang sạc vào được các bác này, các bác có thể dùng ở trên ô tô này, hoặc là mình để trên xe này, hoặc mình mang đi học đi làm này đấy, có báo pin luôn nhá, có báo pin. Và trên đầu này thì nó sẽ có cho các bác một cái đèn pin luôn. Con này thì các bác không cần phải mang dây dợ đi lằng ngoằng, tại vì nó đã có sẵn ở đây rồi. Các bác chỉ cần cắm vào cho em xong thôi. Cắm trực tiếp vào cái ba mẫu điện thoại này, Samsung, IC, iPhone đều ok hết nhá. Có báo pin và có cả đèn pin luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cái đèn pin như này các bác này. Đấy, các bác nhấn nút này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn pin rất là sáng luôn, có cả hai đèn luôn. Đấy, có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá sẽ là 200 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Đấy, sạc dự phòng này, dự phòng A, giá sẽ là 240k cho một em như này, và bao ship tận nhà cho các bác luôn, 240k nhé, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kìm đỏ nhé. Các bác lên cho em là kìm đỏ. Đấy, nó về thì nó sẽ có 3 màu là màu đỏ, màu xám và màu xanh như này. Nhưng bên em lên thì em lên tên nó là kìm đỏ. Đây nó sẽ là một cái mẫu kìm đa năng, các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây các bác này. Đấy, các bấm tuốt, nói chung là đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái kìm đỏ đa năng như này, giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, chức năng của nó thì thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, rồi cắt dây này, xoắn ốc này, rồi vặn dây vặn giếc đều ok hết nhá. Hàng đa di năng cho các bác luôn, giá thì chỉ có 100k thôi, 100k. Đấy, giá sẽ là 100k cho một con kìm đa di năng như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Một quận này của nó thì nó sẽ là bản là 10 phân, thì các bác lên cho em là keo 10 nhé. Đấy, keo 10, lên mã giúp cho em đó là keo 10 này, keo 10, bản của nó sẽ là 10 cm, thì chiều dài của nó vào khoảng là 5 m, dài khoảng 5 m và bản 10 cm. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá, 40k cho một quận keo dán tôn như này. Thì con này nó sẽ chịu được nhiệt độ rất là cao luôn. Đây, từ 110 độ C đến âm 40 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ rất là cao. Và về nhà các bác bóc ra, các bác dán vào mái tôn này, hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Các bác có thể dán trực tiếp lên nước cũng được luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Thì các bác dán lên mái tôn mới riếc nhá, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Cái này thì các bác càng để thì mưa nắng nó càng cái tôn nó càng cái cao su non này nó càng thẩm thấu ra, thì nó càng mít vào các cái bề mặt luôn. Đó, nước đang chảy vẫn dán bình thường. Đấy, các cái khu vực mái tôn này, tường bị thấm dột này, nền nhà, rồi mái bằng cái thứ đấy là các bác dán vào cho em. Mái tôn, mái bờ rô, rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Đấy, máy đo huyết áp này. Đấy, cái con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được luôn. Đây, đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết. Con này nếu như các bác ra hiệu thuốc mà mua nhá, họ sẽ bán cho các bác khoảng 400-500.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, và đây thì về nhà các bác đo đạc thì các bác chỉ cần là xỏ tay vào đây mình đo thôi, đấu dây vào cho em, cắm dây vào đây. Đấy, và đây là thân máy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lắp pin nhá. Các bác lắp cho em là 4 quả pin tiểu nhỏ vào đây, sau đó các bác sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp này. Mình cầm cho anh cái quả pin bé đây nào. Bóc này ra cho em này. Đấy, sau đó thì các bác lắp pin vào này, lắp pin vào. Đấy, lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Các bác lắp pin vào cho em, lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, 4 quả. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Đây, các bác
xỏ tay vào đây này. Đấy, xỏ tay vào đây chú em. Đây, xỏ tay vào đây nhá. Đó. Xỏ tay vào đây xong đó thì các bác đây. Các bác xỏ tay vào này, các bác dán vào cho em. Đó. Dán vào nhá. Đây. Dán vào này. Sau đó thì các bác lắp sẵn pin vào nhá. Lắp sẵn pin vào. Con này thì nó sẽ có cả đo huyết áp, đo nhịp tim cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nói chung là bác nào mà có tí bệnh nền là các bác sử dụng cái này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì nói chung là em cũng giới thiệu qua thôi. Còn tại vì là đa số những người mua cái này là đều có bệnh nền hết. Đấy, đều có bệnh thì phải mua con này. Hoặc nếu mà các bác không thì các bác mua về mình sử dụng cũng được. Đấy, đây các bác này, bật nguồn lên này. Đấy, máy bắt đầu chạy là nó bắt đầu đo cho các bác là đây, hơi nó lên các bác này, hơi nó lên này. Đấy, nó sẽ bơm hơi ở đây này. Nó sẽ lên này, nó sẽ đẩy lên này. Đấy, và thông số nó nhảy này. Đấy, đây các bác này, đó của em đang là 153. Đấy, 153 trên bao nhiêu đấy. Nói chung là bác nào có kiến thức về đọc cái này thì các bác bình luận cho em nhé. Đấy, rất là tiện thôi. Và nút nguồn ở đây các bác chỉ cần tắt nguồn đi là xong. Đấy, thì con này bên em bán là 260.000 nhá, và không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Đấy, tự mua pin các bác lắp vào cho em. Đấy, giá thì sẽ là 260.000. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp 260k một con. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bên em bao ship rồi, không có pin nhá. Không pin. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em. Đó,